và các bạn nếu cần thì bỏ xem thêm cái hình ở trong sách nha. Ở đây muốn mô tả các bạn thấy đây là cái câu chuyện là cái phôi, hình thành cái phôi, từ cái phôi ban đầu chấm thụ tinh sau đó hình thành ra cái phôi phôi hai lá, sau đó hình thành ra cái phôi ba lá. Trong cái phôi ba lá thì chúng ta sẽ thấy nó hình thành ra hậu bì, trung bì và ngoại bì. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy hình thành hệ tiết niệu sinh dục thì nó là xuất phát từ đâu, từ cái trung bì, trung bì và trung bì trung gian, đúng không? Trong cái trung bì nội bì và xin lỗi ngoại bì nội bì và trung bì nội bì thì chúng ta thấy từ cái ngoại bì thì chúng ta có cái ngoại bì thần kinh, không? Rồi có cái ngoại bì mà không phải ngoại bì, rồi trong cái ngoại bì thần kinh đó nó có màu thần kinh, thì bạn nhớ giờ thần dùng lại nhắc lại từ cổ rồi. Trong cái trung bì, cái đầu bì thì bạn đã hiểu rồi. Ở trung bì thì nó lại sau khi hình thành ra cái chục cái dây sống đó, thì nó sẽ hình thành ra một cái cấu trúc nó gọi là trung bì cận trục. Rồi tiếp nữa ở giữa nó đi tiếp ra ngoài thì nó gọi là trung bì trung gian, rồi sau đó đi ra ngoài chút xíu nữa là trung bì bên, nhớ này chưa? Trung bì bên thì chúng ta có đáp án là này. Rồi bây giờ ở đây đến lần này nhắc lại cho các bạn hình dung ra được, để hình thành ra cái cấu trúc của cái hệ tiết niệu thì nó là trung bì trung gian, không? Và hệ tiết niệu và hệ sinh dục là như nhau, không? Thứ hai rồi chúng ta đọc cái hệ sinh dục và hệ sinh dục. Thứ hai đọc gì? Về quá giới tính, giới tính thì nó hơi khác chút xíu. Thì trong cái việc quá giới tính đó, không? Thì các bạn có học cái hình thành hệ sinh dục không? Có học trước đến giờ hình dục nam và nữ hai nó khác nhau, không? Thì quá giới tính thì nhớ là học ở đó. Thì bây giờ thì khi mà học cái bài mà hình thành hệ sinh dục rồi, chúng ta thấy rằng là từ cái thành của cái túi ổng hoàng cái tế bào sinh dục tinh thể di chuyển vào trong chỗ trung bì trung gian, sau đó phát triển lên thành gờ sinh dục. Hình dung ra chưa? Rồi sinh dục cho nên nó phát triển là nam hay nữ thì chuyện theo đó là cái ở trung tâm và là hôm nay chúng ta nói về cái hình thành hệ tiết niệu, hệ tiết niệu
chưa? À, nhắc lại rồi, chức năng đọc hết biểu là một chức năng chính lớn nhất mà khi nói tới hệ tín hiệu đọc biết ngay là hiểu ngay. Tuy nhiên đối với chúng ta thì phải hiểu nhiều hơn nữa. Ví dụ như là trước chúng ta nói rồi, hệ tín hiệu mà nếu như mà nó suy thận mạng tính thì nó sẽ nhập đến thiếu máu. Nhiều người đau thiếu máu là do tiết nhuận thận, người ta nói rằng nó có chế tiết còn gọi là con gọi là erythropoietin, nó qua thành sẽ kích thích tủy xương não mà cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy rằng là đối với cái hệ tiết niệu hay cái thận đó thì chúng ta thấy có một số bệnh lý liên quan tới thận là gì, tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì chúng ta sẽ thấy là chung ra là trong cái thận chúng ta có một cái phức tạp cần phải điều động, nó là cần điều hòa cái huyết áp, nó sử dụng ra đó. Rồi không cái nữa là gì, ta nói là cân bằng nội môn, nó một cách đơn giản nó là cân bằng cái nước và điện giải. Do đó một cái người mà bị bệnh lý suy thận có thể sẽ làm rối loạn điện giải, suy thận cấp thì bệnh mạng mai mốt các bạn cạo biết. Rồi đó là những cái chức năng của cái hệ tiết niệu. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong cái bài này ta giới thiệu ta là bây giờ nói về cái lọc nước tiểu đi, thì lọc nước tiểu chúng ta sẽ có hai phần ở trong cái phần là lọc nước tiểu và cái phần thứ hai bên ngoài là giảm nước tiểu từ cái bể thận cho tới cái niệu quản bàng quang tiểu cầu, thì bộ phận đó là chỉ có giảm nước tiểu thôi. Trong khi đó cái lọc nước tiểu chúng ta đọc cái bài là bài hệ tiết niệu rồi mô học, chúng ta thấy là chỗ cái tiểu cầu thận nghe là đọc nước tiểu, sau đó dẫn qua ống tượng gần vẫn quay lên ống tượng xa cũng có, thì những bộ phận này là cái gì, tái hấp thu số chất trong đó đa số là nước đó. Xin chú lời trên nhắc lại cái bài cũ thôi, thì ở đây ta mô tả lại cho các bạn thấy đây thận là đọc nước tiểu hiệu quả bàng quang tiểu cầu đó là được nhận tiền. Bây giờ hình thành các cấu trúc này nó sẽ là như thế nào, nhân cho nên thầy còn nhớ gì không, mình dùng cái gì không đó. Cái này là gì, cái này cái vẽ này là gì đấy các bạn? Bây giờ không, giờ nhìn hết toàn cảnh này thì cái thân này, cái phần mà chúng ta thấy nhô lên ở đây, cái này nó gọi là gì hả? Thì gọi là gì, mình đổi câu hỏi đi đó. Bây giờ cái phần mà màu xanh này, này gọi là gì, ngoại bì đó, ngoại bì. Và cái chỗ này đó thì này nó gọi là cái đầu đó, cái đầu của phôi, cái sau này là cái đuôi, đúng không? Tại sao nhìn này biết cái này cái đầu à? Nhìn đó làm sao nói cái đầu đó, phân biệt ở trong lúc là cái phôi hai lá ba lá đó, thì ta phân biệt được đầu đuôi chưa? Được chưa? Ba lá phôi khi hình thành ba lá phôi thì không thể đầu đuôi chưa? Nên là đầu đuôi là giữa vào gì? Giữa vào cái hố nguyên thủy, đó, giữa vào cái rãnh nguyên thủy, đó, giữa vào cái cơ nguyên thủy là chỗ này, hiểu không? Giữa vào cái màng hậu miệng, giữa vào cái màng nhớp, được chưa? Nhưng mà ở đây nhìn đây thấy đâu cái chỗ nào cái hố nguyên thủy đâu, không có thấy cái chỗ nào cái rãnh nguyên thủy, thấy không? Rãnh nguyên thủy thấy đó, thấy đó, nhưng không thấy hố nguyên thủy, không thấy cái màng nhớp, cái động mạch hết. Giờ sao cho nó cái đầu nó đuôi, hình dung lại thôi, hình dung lại ta thấy rằng là cái đầu nó có cái ngoại vì, thì nó có ngoại vì thần kinh, nó có cái màu thần kinh, nó làm cho cái này cấu trúc này nó nhô lên làm sao này hình thành ra cái túi não như này, đúng không? Thấy có cái gờ lên không, trong khi cái đuôi đang có mô tả có cái gờ lên đó là cấu trúc của cái ngoại vì thần kinh ở cái đầu lớn lên, chúng ta thấy vẽ cái hình cho
trên này nè. Đó là cái gì? Mà nổi đúng rồi, dưới này nó là cái chỗ cái túi nó hoàn. Rồi nhắc lại thôi cho các bạn, thì mai mốt các bạn chỉ nhớ thôi. Rồi, ở đây thì ta nhắc lại cho các bạn, khi mà cái phôi nó ép mình, tức là phôi lúc đầu là dạng lá, dạng tấm, sau đó để hình ra cấu trúc ba chiều thì nó cuốn ở hai bên vào bên trong giữa và đầu đuôi. Ơ, chịu quên được cái này nha. Nó cuộn từ cái đầu, cái đuôi, hai bên trong để tạo thành ra một cấu trúc ba chiều. À, giống như cấu trúc của chúng ta, giống như ngay từ đầu thấy giới thiệu các bạn thấy cái tim, cái diện tim. À, thì đầu tiên là nó nằm ở đâu? Nằm phía trước luôn. À, ngoài cùng chỗ diện tim nó nằm ở phía trước của cái màng động mạch luôn. À, sau đó nó cuộn lại để nó nằm xuống ở gần. À, và cái đầu ở phía dưới nó nhô lên gần thành thành hệ thần kinh. Rồi bây giờ ở đây cái trung bì nha chị di chuyển. À, đốt có thể là hai bên động mạch thì các bạn nhớ rồi, cái này các bạn nhớ chưa, hình dung lại hình thành ra cái G hiệu dụng, tức là cái G tiếp hiệu và hiệu dụng. À, do đó hai cái cấu trúc này được nó đi tặng nhau. Rồi cái bàn bạc hình thành ra cái hệ tiếp hiệu thì nó gọi nó là cái giải sinh thần, hình thành ra cái hệ sinh dục gọi là cái G dòng không. Đang cái này để ta chỉnh lại. Nhớ đây, cấu tạo chỗ này là gì? Đây, chỗ này đó là cái trung bì xuống nè các bạn. Là gì? Trung bì trung gian, trung bì trung gian này nó hình thành nó tạo chỗ này là cái cơ sinh dục, nó tạo hình thành ra cái giải sinh thần. Và đây là người ta vẽ cho chúng ta cái hình này để chúng ta thấy chỗ này là cái ống thần kinh phía trên, đây là trung bì trung gian, đây hình thành ra cái G sinh dục, cái giải sinh thần ở đây. Và chỗ này người ta vẽ này là gì các bạn? Cái này là ruột. Nếu nó ruột thì đây là ruột trước, ruột cao, ruột giữa. Làm sao biết đó? Sao bạn nào nói rụng gì rụng giữa không? Phải không? Rương rụng nhau rụng giữa. Nếu mà nói nó thì phải chạy nó, tại sao nó nói như vậy? Thấy không? Hả? Hay là trước cao hay giữa? À các bạn, nó được không? Nó được, không biết có gì đâu, đơn giản mà. Nhìn tới chỗ này, sau khi học xong cái bài này nói được cái này đụng trước, đụng sau, đụng giữa được bạn, chứ không phải giỡn chơi đâu, thấy không? Tại sao? Hả? Tại vì ta nói rằng là nếu như đụng trước á, thì sao? Đụng trước, nếu nó đụng giữa, thì nó sẽ không với cái túi nó hoàn, đúng không? Có cái đoạn không với túi nó hoàn, ta nhìn thấy đó là nó đụng giữa dễ dàng. Nhưng nói đụng trước và đụng sau đó là cái ống, nếu mà cắt một cái đoạn thì ống nó giống nhau, ai biết được nó là trước hay sau, đúng không? Đó, cắt một cái đoạn ruột thôi thành ống hình thành giống như thế này, đúng không? Có cái mặt treo ở đây rồi cắt đoạn này, nói này trước giữa giữa hay sau ai biết, sao biết được, đúng không? Còn nói bây giờ tôi nhìn chung ra nhìn thấy cái G sinh dục ở đây, cái giải sinh thần ở đây, như vậy đó thì tôi nói cái này nó là trước hay là giữa hay là sau, có được không? Chưa chắc. Tại sao? Tại vì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy ở đây, đầu tiên nó là cái trung bì không gian. Khi cái giải sinh thần thì người ta sẽ phân chia nó là tiền thần, trung thần và hậu thần. Hình thành đầu tiên nó là cái tiền thận. Tiền thận thì nó lại nằm ở những cái đốt phôi ở cổ, hiểu
rồi, hiểu không các bạn? Đó, chứ không phải là đang nằm ở ruột giữa ruột ra đâu. Còn nếu như trong trường hợp mà đến cái giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn hình thành ra cái trung thận, thì hình thành ở trung thận này nó nằm ở giai đoạn cuối, nghĩa là khi đó thì nó lại bắt đầu nó chuyển về ở ruột giữa ruột ra. Và sau khi nó hình thành ra cái cầu thận thì nó nằm ở ruột sau chắc rồi. Đó, đây chúng ta chỉ nhìn thấy này cái ruột nè. Đó, ta cho các bạn thấy cái này không? Cấu trúc thì tự hình thành đó, cái đốt cổ nè, không? Rồi sau đó nó là cái trung thận nè, sau đó nó mới chuyển về cái hậu thận, nó nằm như thế này. Vậy thì ở đây các bạn chúng ta dùng ra cái cấu trúc cái ruột ở đây, ruột đây là ruột giữa đúng không? Ruột này ruột trước, trước nằm phía trước nè, này ruột sau đó. Thì như vậy ngay từ đầu nếu như chúng ta nhìn cái cấu trúc này không, chúng ta nói trước hay thì giữa này thì sao có à. Nếu như chúng ta thấy nó có sự thông tố và nó tối động quạt ở đây à, thì chúng ta nói nó là ruột giữa dễ dàng không? Nhưng mà chúng ta thấy cái ống thì không có gọn chắc có chút xíu có ống này không, nói ruột trước hay ruột sau đó, hiểu không? Tôi nói được đó. Ở gì tôi minh chứng cho các bạn thấy đây, chỗ này cái đốt hồi này cái miếng tiền thận nó nằm đây đó. Rồi nó trung thận và dưới này là cái hậu thận. Nhưng mà nếu như người ta vẽ như thế này thì có cho chúng ta thấy ở đây là cái ruột ha, ở đây là cái giải sinh thận ở đây, thì chúng ta sẽ thấy thành thành cái dưới này cái gì này, nó là ruột sao, hiểu không? Là liên tưởng hai cái đó, những hình này nếu quen thì nó là ruột sao, anh hiểu được chưa? Bởi vì các bạn thì tôi tại sao tôi phải nhắc nhiều chỗ này, nhắc nhiều chỗ này là các bạn khi đi thi trong cái phần này sẽ có một số thầy sẽ cho những hình, những hình do đó cho chúng ta phải đưa ra những cái hình để cho các bạn suy luận, cho các bạn nhìn thấy để trả lời cho đúng. Nha, các bạn là vậy. Thì không có nghĩa là cái rớt nhớ nhau hay là kiểm tra kiến thức thôi. Đó thì giống như lúc nãy đã nói thì cái đầu tiên cái đi thẳng đó nó hình thành là từ ngang những cái đốt phôi ở chỗ cái cổ, cổ của cái phôi á nha. Rồi sau đó khi mà nó hình thành thì hình thành từ phía đầu về cái đuôi à. Và khi hình thành cái đầu cái đuôi đó thì trong tuần thứ tư thì ta thấy các cái hình thành ra cái tiền thận. Tuy nhiên thì cái tiền thận này thì nó không có hình thành ra được cái cấu tạo lên cái thận, mà nó chỉ hình thành rồi sau đó nó sẽ bị thoái biến đi, nó bị tiêu đi. Như vậy thì cái câu chuyện của chúng ta ấy, nghiên cứu cái này ta thấy nó vậy, ta mô tả nó vậy, thì chúng ta có ý nghĩa gì trong trường hợp này? À, chúng ta nhớ rằng là khi mà sự cấu tạo hình thành ra một cái cấu trúc của cơ thể, người ta hiểu được, người ta biết được qua các giai đoạn đó thì người ta sẽ liên kết với lại cái gì ngoài tiến hóa đó, để mô tả nó so với tiến hóa của con người như thế nào đó. Giống như chúng ta sẽ học cái bài thứ sáu là có cái bài nói về cái bộ men đó, thì sẽ được dùng cái sự tiến hóa đó rõ hơn. Rồi sau đó cái cấu trúc này nó bị tiêu đi thì nó đi xuống dưới, dưới thì nó hình thành ra một cấu trúc khác gọi là cái trung thận. Và từ cái chỗ đó, ở chỗ trung bì không gian này, sau hình thành đi xuống dưới cái trung thận, cái giải sinh thận đó, thì các bạn thấy là ở đây chính này ta mô tả cái này cái gì các bạn? À, mô tả cái gì giờ dùng từ từ khi tận tay không? Ở cái số 5 là gì nè? Số 5 đương nhiên là ruột, cũng nói rồi nha. Cái số 1 là gì? À, số 1 là gì? Số 1 là cái gì xong nha. Cái số
thường nó là vậy thế thôi, không có ai quy hướng hết trơn á. Các bạn ở đây số 3 là gì các bạn? Số 3 là gì? Số 3 đó là tập mạch chủ, đúng rồi ha. Và số 3 đó là tập mạch chủ nha. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái từ động mạch chủ nó sẽ có một cái nhánh cái mạch máu. Mạch máu này nó đi vào ở trong cái trung bì trung gian. Và khi nó đi vào trung bì trung gian thì nó sẽ hình thành ra ấn động vào cái trung bì trung gian để hình thành ra một cái cấu trúc. Cấu trúc này nó tạo thành cái bao bao này sau này. Và như vậy thì cấu trúc mạch máu bao bao an nó sẽ hình thành ra cái gì? Hình thành ra cái tiểu cầu thận. Và như vừa chưa? Cái tiểu cầu thận. Và ở đằng sau cái tiểu cầu thận đó thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái ống này. Ống này nó là hình thành ra từ cái ống bệnh của chính là gì? Nó là ống trung thận. Ống trung thận. Như vậy thì ống trung thận nó nằm trong cái giải thận và nó gắn kết lại với cái chỗ cái bao bao quanh này. Và khi nó gắn kết cái chỗ cái bao quanh này thì nó sẽ hình thành ra cái gì? Cấu trúc cái đường dẫn trong nước tiểu sau này là ống tượng gần, ống tượng sau quanh đây đó. Đó là như vậy. Các bạn hình dung tôi nói chưa? Như vậy thì chúng ta thấy từ cái chỗ này chúng ta thấy hình dung ra hình thành ra cái tiểu cầu thận bằng cách là đầu tiên là cái động mạch cái mạch máu từ động mạch chủ đến ấn đoạn chỗ cái trung bì trung gian đó để tạo thành ra một cái bao. Và ra bao này nó là hình thành ra cái tiểu cầu thận. Được chưa các bạn? Và khi hình thành các cái trung thận đó thì người ta thấy nó hình thành ra cái cặp ion. Ion thận là cái ống nãy mà người ta nhìn thấy đó, cặp này gọi là ion, hai bên nó đều có hết, gọi là cặp. Cặp ion thận này tuy nhiên thì cặp ion này nó sẽ hình thành và nó thoái hóa bớt đi chứ không phải là giữ nguyên vậy. Như vậy từ ở trên xuống dưới, khi mà cặp ở dưới hình thành thì cặp ở trên nó bắt đầu nó thoái hóa. Tuy nhiên nó không phải thoái hóa hết. Lúc đầu chúng ta thấy có khoảng 40 cặp đi đâu, nhưng mà sau đó thì nó còn khoảng 20 thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ nhớ cái gì? Nhớ cái là hình thành ra cái trung thận thì nó từ cái giải cái thận nó sẽ hình thành ra các cái cặp đi đâu. Và các cặp dấu này nó hình thành từ ở trên đi xuống dưới cũng giống như là cái tiền thận. Tiền thận ở trên sau đó nó đi xuống nó là cái trung thận. Và khi cái trung thận hình thành thì cái tiền thận nó sẽ mất. Và khi cái giải cái thận thành ra cái hình thành ra cái trung thận đó thì trung thận đó sẽ hình thành ra các cặp dấu. Và cái cặp dấu này lúc đầu hình thành nó sẽ nhiều hơn là cái còn lại. Và khi nó hình thành ra những cặp ion ở phía dưới thì những cặp ion phía trên nó bắt đầu nó thoái hóa đi. Đó là cái câu chuyện như vậy. Và đến giai đoạn này các bạn đến tuần thứ 5, các bạn lưu ý đây, tuần thứ 5 của hai tuổi của phôi nha. Thứ 5 là tính theo tuổi phôi. Tuần thứ 5 thì bắt đầu có hình thành ra cái tiểu cầu thận. Hình thành ra các cái ống thận. Và như vậy thì ở giai đoạn này, giai đoạn này sao? Giai đoạn này nó sẽ tạo ra đường nước tiểu. Ở nhà tầng thứ 5, tầng thứ 6 thì bắt đầu là tạo ra đường nước tiểu rồi. Nước tiểu này mặc dù nó không có hiệu quả nhưng mà nó có thể, em biết được mấy chị
có chức năng lọc giống như cái thận bình thường. Đó, tại vì trong trường hợp này thì cái trao đổi chất đó, giữa cái để sinh để dưỡng cho em bé có bào thai, để dinh dưỡng cho cái phôi, để dinh dưỡng cho cái thai, và cũng đi đào thải các chất thải từ cái phôi cái thai đó, đó thì nó sẽ qua cái hệ thống cái mạch máu rối, và nó không phải là nó đi từ này chỗ này. Do đó mặc dù là ở tuần thứ năm tuần thứ sáu đã bắt đầu có hình thành ra lọc đường nước tiểu, nhưng mà ở đây không phải là lọc nước tiểu chức năng giống như là ở niệm bàn sida, nhờ nhớ là đó, vì cái từ nãy giờ chúng ta đã mô tả rồi, phải không? Thành ra nước tiểu còn là như thế nào? Đây, đã mô tả lại các bạn thấy đầu tiên nó là tiên thận từ ngang cái đốt phôi ở cổ, không? Nó đi xuống và nó thoái hóa. Ở đây nó là trung thận. Chúng ta thấy trung thận nó vẽ ra các cặp vi ống này nó hình thành ra cái ống sinh hiệu, tức là hình thành ra cái tủ cầu thận, hình thành ra cái ống chẩn nha. Ống chẩn tức là trong đó nó đã sau này nó sẽ hình thành ra cái ống lưng trên, cái ống lưng xa và ống gông. Và sau đó, sau thì ở chỗ này nó giải cái thận này, cái ống trung thận này nó sẽ cắm vào trong cái chỗ cái hậu nhông. Chúng ta sẽ thấy hình thành ra sau đó là cái hậu thận. Đây chúng ta nhìn thấy ở phía dưới này cái hậu nhông, các bạn còn hình dung ra hậu nhông không? Hậu nhông tức là khi mà cái chỗ mà nó gắn kết nó sát lại với lại cái màng nhông. Có một chỗ bình ra thì chỗ đó sẽ gọi là hậu nhôm. Hậu nhôm đó là hình thành ra cái đường tiết niệu và cái đường gì hậu môn, không? Ở chỗ đó tạo hình thành ra cái đường tiết niệu và hậu môn. Rồi ở phía dưới này chúng ta thấy từ cái chỗ cái dải cái thận, cái dải cái thay đó thì cái này nó hình thành ra một cái cấu trúc nó gọi là cái hậu thận. Hậu thận này thì nó sẽ hình thành, nó tạo ra cái thận dịch diện. Ở đây là muốn nói cho các bạn chỗ cái ống trung thận ở đây, ở chỗ trung thận đây, cái ống trung thận ở nam và nữ nó có thể khác nhau đúng. Tuy nhiên thì cơ bản nó cũng giống nhau và nó thoái hóa đi ở đây nó cũng không hẳn, tức là bởi vì cái thận dịch diện thì nó hình thành chủ yếu từ cái hậu thận. Đây các bạn chỉ nhìn thấy ở đây. Rồi khi bắt đầu thì nó nằm ở trên cổ và sau đó nó sẽ di chuyển xuống đây, đó là cái tiền thận rồi trung thận, sau đó trung thận dần sinh ra cái ống trung thận ở trong này, trung thận để gắn kết vào trong cái hậu nhóm và sau này nó sẽ thành ra điều hòa. Và cái hậu thận tức là cái thận cùng ở bên dưới đó, lúc đầu đó thì nó nằm ở trong cái chỗ cái bào chậu đó, thì chậu hậu thận này là cái nơi mà hình thành ra chủ yếu cái thận sau này, chủ yếu. Như vậy thì cái thận của chúng ta nó hình thành đó, sau nãy giờ chúng ta mô tả nó thì nó từ đâu? Nó từ trung thận và hậu thận, đó nha. Chủ yếu là hậu thận nhưng mà có một phần trung thận nó cũng hình thành ra được cái tiểu bộ phận, hình thành ra các cái ống sinh niệu. Và trên cái chỗ cái hậu thận đó các bạn sẽ thấy ở trên đó nó sẽ có một cái cấu trúc ở trên nó gọi là mũ hậu thận, và cái chỗ đó nó hình thành ra cái phụ sinh niệu quản. Cái cấu trúc này hình thành từ cái hậu thận, từ cái giải sinh thận hình thành chỗ cái hậu thận ra cái hình thành ra cái hậu.
dưới lên trên và nó phân nhánh. Nó phân nhánh ra nhiều thế hệ và nó đi vào trong cái giải sinh thần. Quá trình di chuyển này đó, chúng ta thấy nó phân nhánh từ dưới lên và nó sẽ gắn vào trong cái chỗ cái ở đây chúng ta thấy từ dưới đi lên và nó mỗi một cái giai hệ một thế hệ thì nó sẽ phân nhánh đi lên và sau cùng nó sẽ gắn vào chỗ cái ống tượng sào tượng gầm của cái cho nên cái này nó là cái bao vòng mang tức là tiểu cầu thận đi vào não thận ở phía trên chúng ta thấy là và phía dưới này nó sẽ đi lên nó tiếp cận bằng cách như vậy. Và khi bằng cách như vậy thì nó tiếp cận như vậy thì nó sẽ gắn kết để tạo thành cái này là một cái neuron mà các bạn thấy chúng ta vẽ cho các bạn thấy một ống thôi, nhưng mà ở đây khi mà di chuyển về cái hướng này thì hướng tức là hướng từ cái hậu thận đi lên đó, trong cái giải sinh thần thì nó sẽ vừa di chuyển vừa phân chia tạo thành những cái nhánh đó. Và những cái nhánh này nó sẽ đi gắn kết lại với cái bao quanh này chỗ gần đây để nó hình thành ra một cái đơn vị tức là cái neuron. Các bạn hình dung về chỗ này, cái này nó hơi bị khó chút xíu. Tức là ở phía dưới, các bạn chỗ cái bằng cái đầu thận ở đây, thì ở đây nó có cái nhánh đưa ra. Chỗ này nó có một cái cấu trúc nó gọi là cái tụ niệu quản. Và cái tụ niệu quản này nó sẽ di chuyển vào trong cái giải sinh thần, vừa di chuyển vừa phân chia tạo thành những nhánh và nó có thể nó phân chia ra khoảng 12-13 thế hệ để tạo thành nhiều nhánh khác nhau và những cái nhánh này nó sẽ gắn kết lại với lại cái tiểu cầu thận, gắn kết với tiểu cầu thận đó để hình thành ra, để các bạn nhìn thấy đây, gắn kết tiểu cầu thận để hình thành ra một cái thành hoàn chỉnh. Và khi nó gắn kết rồi thì nó mới tạo lòng thì từ ở dưới lên đó. Tức là đầu tiên nó là đặt và nó tạo lòng từ phía dưới lên. Ở đây người ta chạy trong các bạn thấy hình dâu tay nó chia ra nhiều nhánh đi vào trong cái thận, mỗi một thế hệ nó chia nhánh khác nhau rồi nó chia mỗi lần nó sẽ phân chia ra nhiều nhánh. Và như vậy thì sau khi nó phân chia nhiều nhánh nó gắn kết lại với cái thận thì người ta sẽ giải thích cho các bạn thấy rằng là đối với cái thận từ trẻ con thì là mới hình thành thì nó có vẻ như nó có nhiều thùy cấu trúc, nó nhiều thùy, nhưng dần dần sau đó khi cái người trưởng thành thì cái thùy này nó sẽ bắt đầu là xóa mờ đi. Xóa mờ là do cái gì, lúc đó không có tạo thêm được nữa mà nó chỉ phát triển những cái ống đó, những cái tiểu cầu thận nó lớn lên, tức là những cái neuron nó lớn lên, nó phát triển lên thì nó sẽ đẩy các cái cấu trúc cái nhu mô thận này ra bên ngoài để tránh đi trong cái câu chuyện là thành ra cái
thì bây giờ cái hình thành đó là hình thành đô tài, hình thành tức là từ chỗ cái mặt cái đầu tầng nó có cái độ điều quản, độ điều quản nó sẽ phát triển đi vào trong cái mặt cái đầu tầng đó, không? Và khi nó đi vào trong đó thì nó sẽ chia nhánh để từ dưới lên, tức là đầu tiên là chỗ cái điều quản, nó sẽ hình thành ra phía trước cái trung thành nó thành cái điều quản, rồi cái chỗ cái độ điều quản đó nó sẽ phân chia nó đi dần dần đó để hình thành ra cái ống gót. Ra mỗi một lần nó chia ra cái nhánh giống như cái nhánh cây đó. Và do đó đi tới cái ống gót và nó sẽ gắn kết vào trong cái ống lượng thang, và như vậy thì nó sẽ hình thành ra một cái cấu trúc của thận. Như lúc nãy nó đó là cái thận nhân diễn, tức là nó sẽ hình thành từ cái mặt trên hậu thận là chủ yếu. Tất nhiên là trong từ cái giải trên thận trên trong cái trung thận nó vẫn còn tồn tại, không chứ không phải là chỉ hoàn toàn, chủ yếu là chỗ cái mặt trên hậu thận là nó nhiều nhất. Thôi chỗ này là chúng ta đã nói rồi, sau cái thận mà ở phôi thai thì nó có nhiều thì cho nên sau đó thì nó sẽ giảm dần cái thì để cho cái thể còn nó lớn lên. Như vậy thì trên cái hình lúc nãy chúng ta thấy rằng là cái mâm sinh hậu thận thì nó nằm ở trong cái hố chậu. Tuy nhiên cái thận của chúng ta thì nó sẽ nằm ở đâu? Chúng ta thì nằm ở cái vùng thắt lưng. Như vậy thì người ta sẽ mô tả mình thấy rằng là nó có sự di chuyển từ cái vùng chậu nó đi vào cái vùng thắt lưng. Di chuyển này thì người ta sẽ có hai cái lý do mà người ta đưa ra cho chúng ta. Lý do thứ nhất là sự phát triển của cái phôi. Cái phôi nó thì chúng ta thấy rằng là lúc nãy là ta nói cái mạch máu nó đi vào trong cái trung bì trung gian để hình thành ra cái cấu trúc là cái tiểu cầu thận. Đó, hình thành ra cái đầu. Như vậy thì cái mạch máu đi vào để hình thành ra cấu trúc của thận. Như vậy khi cái phôi nó lớn lên, tức là cái mạch máu nó lớn lên thì dựa vào cái mạch máu nó sẽ kéo theo cái gì, kéo theo cái thận nó đi từ cái hố chậu đi vào một thắt lưng. Đó, đó là một phần là từ cái mạch máu. Đó, một phần khác nó là từ cái bụng của cái phôi. Đó, phát triển lên thì trở ra nó đẩy về phía đầu. Do đó nó sẽ làm cho cái thận nó đi lên và đi lên ở trong cái vị trí đúng của nó, không thì ở thông thường ở lần thứ 9. Như vậy thì nó hình thành ở cái lần thứ 5, hình thành lần thứ 5 ở cái vùng hố chậu, và cái lần thứ 9 thì nó sẽ di chuyển lên đúng cái vị trí thông thường mà chúng ta thấy. Và quá trình đi lên nó như vậy thì cái thận nó sẽ hướng lên trên và đi quay vào trong một góc 90 độ. Nếu mà xoay vào trong góc 90 độ. Như vậy thì lúc đầu nó sẽ là hướng quay ra trước. Đó. Sau đó quá trình di chuyển vừa đi lên vừa quay vào bên trong. Như vậy thì hai cái thận chúng ta phải hình thành là hai cái rốn thận nó sẽ nhìn với nhau. Đó. Trong khi lúc đầu là hai cái rốn thận nó sẽ nhìn cả phía trước. Ở đây chúng ta sẽ thấy là ở đầu tiên nó hình thành ở cái vùng đó là cái vùng chậu, chậu sau đó nó sẽ di chuyển lên trên và nó quay vào trong cái hai cái rốn thận ở đây. Như vậy ở đây là cái thận bình thường. Nếu như vì một lý do nào đó thì nó không có đúng vị trí đó thì gọi là không bình thường. Đó là cái thứ nhất, đó là hình thành cái thận. Bây giờ chúng ta đã thấy hình thành cái thận và cái điều quản, chúng ta biết rồi phải không? Tức là từ góc trung thận hình thành. Rồi bây giờ tới hình thành ra cái mạch quản. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Nhìn nè.
nhóm. Còn nhóm ở chỗ này nó gọi là cái màn nhóm ở đây. Đó. Đây, màn nhóm ở đây. Đó. Khi mà cái phôi nó uống, nó khép mình thì nó cổ cái hướng gần hướng đầu đuôi. Cái này là hình thành ở đây, chúng ta nhìn thấy đây là cái phôi cắt dọc. Phôi cắt dọc hình thành ra đầu đuôi. Thì từ chỗ cái màn nhóm lúc đầu ở chỗ này, khi mà nó cuộn xuống thì nó hình thành ra một cái túi như chỗ này. Cái túi như đó nó gọi là cái ổ nhóm. Và từ cái ổ nhóm đó nó sẽ gắn kết với lại chỗ cái màng nhóm ở chỗ này, và khi đó nó sẽ hình thành ra một cái đường đi từ ở trên đi xuống dưới. Cái này nó gọi là cái nếp tore, đã đi từ ở trên tức là chỗ cái ruột sau, ruột sau nó sẽ đi xuống cái chỗ cái màng nhóm, nó tạo thành một cái màng ngang. Màng ngang đó nó gọi là cái rãnh hiệu dụng. Ở chỗ này là cái nếp tore này, nó sẽ đi xuống dài dài xuống để ngăn cách phía sau, nó là cái hậu môn, phía trước là cái đường tiết niệu. Hay còn gọi là cái cái xoang hiệu dụng. Đây chúng ta nhìn thấy lại chỗ này, phía này nó là cái ổ nhóm, từ ổ nhóm đó phía sau nó là đầu sau, nó sẽ hình thành ra một cái nếp đi xuống, nếp tiểu trực tràng đi xuống ở đây để nó ngăn cách ra phía sau, thì nó hình thành ra cái chỗ này là cái chỗ đổ ra hậu môn, còn phía trước này là cái chỗ mà đường tiết niệu nó phân cách ra đây các bạn. Đây, đây cái ống trung thận ở đây nó hình thành, nó cắm vào trong chỗ cái ổ nhóm và sau đó nó điều hóa để hình thành ra cái niệu quản. Còn cái ổ nhóm này đó, thì nó sẽ phát triển hình thành ra cái bàng quang. Các bạn thấy cho cái sự di chuyển của cái nếp ổ môn trực tràng ở đây, cái nếp tore này nó đi xuống, nó chậm chậm xuống để nó phân cách ra. Các bạn đã thấy dần dần nó sẽ phân cách ra phía sau là hổ ruột số 12 là gì, đó là cái hậu môn. Còn phía trước này đó là cái đường tiết niệu và sinh dục. Nó hình thành ra cái chỗ cái đường tiết niệu và sinh dục tại phía sau và phía trước. Chúng ta nhìn thấy cái này. À, cái mặt cắt ngang để chúng ta nhìn thấy nếp nó đi hình người. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó là thành từ cái ống trung thận nó đổ vào thành cái niệu quản ở đây. Đây thì nó sẽ cắm vào trong cái bàng quang. Và hình thành cái ổ nhóm này thì nó sẽ hình thành ra cái bàng quang sau này. Như vậy lúc nãy tôi nói là khi ở cái tuần thứ năm của thai kỳ, tuần thứ năm của thai kỳ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó cái thận nó bắt đầu nó có lọc nước tiểu, nhưng mà lọc nước tiểu ở đây nó không có chức năng giống như là cái thận bình thường của người trưởng thành, sao nên là bé sau sinh ra và lọc nước tiểu ở đây nó chỉ đảm bảo chức năng là lọc nước tiểu thôi, nhưng mà không có phải là chức năng để gọi là loại bỏ các chất thải. Như vậy thì có ý nghĩa gì ở trong này?
khi ta hiểu được cái câu chuyện đọc tích tiểu đó, thì đối với một em bé bình thường thì nó sẽ bắt đầu hình thành ra cái đường tiêu hóa, đường tiết niệu đó, thì nó hình thành ra chỗ cái nước ối, và cái nước ối đó một phần sinh ra là do từ cái nước tiểu đó, và mỗi ngày nó sẽ uống cái nước ối đó, đồng thời nó sẽ thải ra bằng nước tiểu đó. Như vậy thì đối với một số trường hợp như bạn học trước là cái bài hệ tiêu hóa, đúng không? Hệ tiêu hóa, nếu như chị tập của cái đường tiêu hóa thì em bé nó sẽ không có uống được cái nước ối, và như vậy thì xảy ra tình trạng gọi là gì? Đa ổi. Nếu em bé mà bị đa ổi thì người ta phải lưu ý tới cái chuyện tập của cái đường tiêu hóa nha. Đa ổi rất là nhiều nước ối đó. Còn ngược lại, nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân bị dị tật ở đường tiểu, tức là không hình thành được cái thận hay là tạo cái tiểu không được, thì nó sẽ gây ra tình trạng hiểu ối. Tức là cái đi tiểu tạo ra cái ối, cái ối là một phần của cái do đi tiểu. Các bạn hình dung được cái này không? Đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ phải hiểu đó là vậy. Nếu như không có hình thành tức là gây nhiễm tật cái đường tiết niệu thì nó sẽ gây ra hiểu không? Và cái tương lại với lại cái tình trạng đó, nó là đau thì sẽ gặp trong cái tình trạng nào, ở trong cái bệnh nhân bị một cái, tức là cái bé nó hình thành cái phôi, nó bị nhiễm tật ở cái đường tiêu hóa. Tiêu hóa tức là nó muốn vào đường, nó muốn vào đường thì nó sẽ cái nước tiểu nó sẽ đập ra nào. Còn trong khi nó thường lại thì giờ nó uống được, nó lại đường tiêu hóa bình thường thì nó sẽ uống cái nước ối nó vào, nhưng mà không có đọc được nước tiểu thì nó sẽ gây ra tình trạng gọi là tiểu ối. Một cái lúc nãy chúng ta sẽ có hay đề cập tới đó là cái thận đa nang, thận đa nang tức là có nhiều cái nang nhỏ ở trong cái nhu mô của thận. Cái suy thận có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên cái này đối với những cái trường hợp là nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy có một số cái trường hợp bệnh nhân có cái nang suy thận, nhưng mà không nhiều, một vài cái nang thôi, thì bệnh nhân có thể, tức là cái người đó có thể phát triển được bình thường không? Phát triển được bình thường. Thì người ta cũng giải thích cho các bạn thấy cái câu chuyện là tại sao đó là do cái tắc, tức là nó không có thông nối của cái khi mà quá trình hình thành từ cái tụ tiểu quản, nó phân chia nó lên, nó hình thành ra cái tiểu quản, hình thành ra cái các cái tầm không, rồi hình thành ra tới đóng góp, rồi nó gắn vào trong cái ống lượng sang và không. Nhưng mà nếu như nó có thể không gắn vào thì như vậy thì không có sự thông nối giữa cái tiểu cầu thận, nó lọc nước tiểu đi ra, nó không thông nối ra cái ống dẫn tiểu không, thì như vậy thì nó sẽ bị ứ động, lọc nước tiểu được không? Được nhưng mà nó không thải đi được, nó nằm đó, nằm đó nó gây ứ động cái nước tiểu đó, gây ra tình trạng gọi là nang không. Mà nếu như nó là nhiều cái như vậy thì chức năng thận nó sẽ không hoàn thành, không hoàn thành đó thì sẽ dẫn đến tình trạng gọi là suy thận và bệnh nhân phải chết. Nhưng mà trong những trường hợp ít, một vài cái này thì cái những cái nang khác đó, những cái tiểu cầu thận khác nó sẽ phù trừ bình thường, những cái nền con khác nó bình thường trở lại thì nó phù trừ được thì nó không có gây ảnh hưởng tới các điểm của bé, giống như là thì cái tình trạng nó suy thận. Đó là cái câu chuyện mà các bạn cần thấy. Cho đó thì đối với gặp một cái trường hợp trên sàn, người ta thấy một cái thận nó đen, nó thận như thế thì người ta sẽ làm sao? Đi mổ hay sao? Không ảnh hưởng gì chức năng coi như thế này đó. Và thông thường các bạn nhớ rằng cái đen đó nó hình thành từ lúc nhỏ, đúng không?
tại vì lọc nước tiểu mà nó không có đốt ra thì nó sẽ nó cứ đọc hoài thì nó có thể nó lớn lên một chút, nhưng mà nó ảnh hưởng không có lớn, không ảnh hưởng đến chức năng của thận thì nó không giải quyết này, hiểu không? Đó thì cái đó thì khi mà chúng ta thấy một cái người mà đi siêu âm và đó thì cái thận bị nén nó thận đó thì các bạn cũng phải kinh, không phải quá lo lắng bây giờ vấn đề là chức năng của thận nó như thế nào, như vậy thì bạn theo dõi sao. Thì cái năng nó nếu mà nó càng ngày nó càng lớn lên nó có thể gây ảnh hưởng tới suy thận thì lúc đó chúng ta giải quyết, còn nếu nó không ảnh hưởng gì có nhiều người mười mấy năm hai chục năm cũng đâu ảnh hưởng gì đâu thì không cần phải làm thêm. Mà nói đến cái đó thì chúng ta cần lưu ý cái câu chuyện khác chút xíu nha, câu chuyện khác tức là trong siêu âm người ta sẽ có cái năng của thận là một câu chuyện, nhưng mà thận ứ nước là câu chuyện khác các bạn nha. Nghe thật đó, thận ứ nước là do thận, thận ứ nước là do gì? Thận ứ nước là do gì các bạn? Hiểu chưa? Thận ứ nước là thận bị ứ nước, phải không? Giữ nước lại ở đâu? Giữ nước lại trong vô mô thận, nghe có lý không? Có lý lắm nhưng mà hiểu thật ra trên siêu âm khi người ta nói thận ở nước nước bạn và nói cũng thấy thận ở nước ở chỗ cái bể thận đó và nó nhiều quá thì nó người ta sẽ lý giải là nó có thể che hết vào trong cái vô mô thận, nhưng mà nó ứ ở trong vô mô thận thì không biết, chứ siêu âm nhau thấy được đâu có thấy rõ, không ứ mà thấy rõ là ứ quá rồi đó. Thì thông thường khi mà trong siêu âm người ta nói đến cái thận ứ nước thì chúng ta phải hiểu đó là gì, do tắc nghẽn ở một cái chỗ nào đó từ cái chỗ cái bàng quang tiểu quản gì đó, nó làm cho cái nước nó không đi vào từ cái bể thận đi vào cái tiểu quản cái bàng quang được, nó giữ lại thì nó có thể là tăng ở trong chỗ cái bể thận. À, thì từ cái tăng cái lượng ở trong bề thận mà trên nha thì phải gọi là thận ứ nước. À, có một số trường hợp cái người người ta nhìn tiểu, à, thì cũng có thể gây ra tình thận ứ nước. Nha, thì người ta giải thích cho có thể là do chỗ cái van, chỗ cái tiểu quản cái bàng quang nó không có chặt lại, do đó nó có thể nó ứ đọng nước từ nước tiểu từ cái bàng quang nó đọng lên trên, phải thôi. Và sau đó nó sẽ đọc những tiền tiểu là nó sẽ như vậy thì hoặc là một cái người mà bị thận đó ứ nước đó thì thường thường là ví dụ như ứ đọng vậy thì có thể một cái bệnh lý khác mà người ta có thể thấy là gì, cái sỏi, sỏi nó thận, sỏi bàng quang, sỏi tiểu quản gì đó, sỏi tiểu đạo đó, thì đó là ứ nước nó ứ ngược trở lên thì gây ra những tình trạng thận ứ nước. Như vậy thì hai cái cơ chế của cái nang thận đó, cái thận có nang và cái thận gọi là ứ nước này nó khác nhau, các bạn hiểu không? Đó là hai cái đó từ cái giải thích nó giống nhau rồi đúng không? Một cái là nó tắc nghẽn từ bên ngoài, một cái là nó tắc nghẽn từ bên trong. Từ bên trong tức là từ ở chỗ cái có thể là cái ống tự động vượt xa gì đó, chỗ cái ống lóc nó không có ngăn cách được, do đó nó tắc cái chỗ đó gây ra tạo thành cái nước ở trong cái nhu mô của thận mà tạo thành những cái hình thận đó, nó nhỏ thôi, gọi là hình thận nó tròn đều giống như chúng ta thấy bỏ những quả pin, pin ở trong đó thì gọi nó là cái nang của thận. Một cái loại bệnh lý khác mà chúng ta có thể thấy có nghĩa là cái thận không phát triển thì ở đây thì chúng ta có thể giải thích cả hai cơ chế sau, cơ chế gì là không có hình thành ra cái chỗ cái mặt trên đầu thận, cái chỗ cái nụ tiểu quản nó không phát triển đó. Không phát triển tốt thì nó có thể nó sẽ bị gây ra và không có tạo được thận, đó là bệnh lý nó nặng rồi. Bây giờ một cái loại bệnh lý khác mà người ta có thể đọc có thể thấy đó là thận hình móng ngựa,
đình của chúng ta thỉnh thoảng có ngày. Và cái câu chuyện mà lúc nãy giới thiệu cho các bạn ở Cần Thơ đấy nè, không người ta mới gì đó cắt cái thận, cắt định là bệnh lý cắt cái thận đó đi, thì không ngờ là cái thận đó là không còn nữa, nó là cắt bỏ cả hai, nên là bệnh nhân không có thận luôn. Chứ không phải sau đó có cái gì chỗ nào nó sẽ cái quả thận ghép vô nó bị trì kèo đó mấy năm trước rồi chị nha. Thật ra đó Cần Thơ không phải là câu chuyện đầu tiên của Việt Nam có, cũng giống như là trên thế giới. Thế giới chúng ta vẫn có thể bị nha các bạn, gia đình đó thấy vậy. Nhưng mà sau khi chúng ta học cái hình thành của học thì chúng ta hiểu đó nó có những cái cấu trúc như vậy. Nó có đi di chuyển không đúng cái chỗ đó thì gọi nó là cái thận lạc chỗ. Còn khi mà nó hình thành ra nhiều cái đặc hơn, ví dụ như thay vì có hai cái trụ tiểu quản là thì nó sẽ phân chia ra thì nó tạo thành ra hai cái đặc. Bây giờ đó trụ tiểu quản thì nó phân chia nhiều hơn thì nó có thể nó tạo ra nhiều cái đặc hơn. Và mà thành xoay quá thường nhưng mà quá trình di chuyển nó đang thay đây. Chúng ta thấy đây là hình thành ra có một cái đặc. Còn cái đặc này thì người ta lý giải có thể là từ cái trụ tiểu quản ở lúc ban đầu đó, hai bên như bên đây nó bị mất máy đi, nó hình thành do gì một lý do nào đó thì giờ nó hình thành ra một cái quả đặc. Ở đây chúng ta nhìn thấy đây là hai quả đặc, nhưng mà có thể hai quả đặc cùng bên, tức là khi quá trình di chuyển của cái này nó di chuyển nó chạy con bên đó. Hoặc là do cái nội quản này, cái điều quản này, cái nội điều quản lúc đầu nó hình thành ra nó bất thường, nó chảy đôi thì nó tạo thành ra hai quả thận này. Đó là một cái đại giải thích. Còn cái khác ở đây cái thận nó nằm ở trong cái hố chậu, hố chậu thì quá trình di chuyển của nó bị không di chuyển đó. Từ chỗ hố chậu này đi lên thì không có di chuyển, cho nên nó phải hình thành ra thành đạt chỗ ở thận ở chậu. Đây là cái mô tả cho chúng ta thấy cái sự di chuyển đó, sau khi di chuyển đi lên thì nó phải xoay 90 độ vào bên trong thì nó mới ra cái thận bình thường ở đây. Nhưng mà trong trường hợp này là nó không có xoay, thì đó tốt là nó lại nhìn ra phía trước, tốt là nó nhìn ra phía trước, tức là cái thận này nó di chuyển từ ở hố chậu đi lên mà không có xoay. Ở còn này là hai cái thận ở đây là giải thích là hai thận nó bình thường, có nghĩa là nó hình thành ra bình thường, nhưng mà do nó di chuyển, quá trình di chuyển hai gì di chuyển lên chỗ này thì nó di chuyển cùng một hướng vậy thì tạo ra hai cái thận cùng một bên. Ở đây là cái thận phân chia, tức là sau khi hình thành nó lại dính vào nhau và nó không có di chuyển đi lên, hoặc là đây cái di chuyển lên thành chữ U như thế này thì gọi nó là thành hình phong ngựa. Còn trong trường hợp này là cái thừa ba cái thận, tức là người ta nghĩ rằng là có thể là sự hình thành nó có hai cái trụ tiểu quản ở đây và một cái bên này, do đó từ cái trụ tiểu quản đó nó hình thành ra cái thận và như vậy nó tạo ra ba cái thận. Hay là cấu trúc đây là hình thận, này là hình móng ngựa này các bạn thấy không? Thì hai cái thận nó dính vào nhau và nó di chuyển đi lên, nó bị kẹp giữa cái mạch máu ở đây gây ra là cái chữ U hay là hình móng ngựa là này nha. Thì trong trường hợp đó chúng ta thấy cái này là có hình móng ngựa, và cái câu chuyện hình thành hình móng ngựa là câu chuyện mà để làm cho người ta thành công trong quá trình phẫu thuật. Ví dụ như đây người ta có hai quả thận, mặc dù nó ở xa nhau, nó khác như thế này, nó cắt đi một quả, một quả thì bệnh nhân vẫn có thể tồn tại trong được. Nhưng mà trong trường hợp này cắt cái ra mất tiêu luôn, và khi mất tiêu thì trong trường hợp này thì bệnh nhân không có thận, bệnh nhân sẽ chết khi thận.
một cái giá trị đặc khác nữa là như này trong sách thì chúng ta có đó, nha, tức là từ cái chỗ cái năng hiệu rốn, nha, năng hiệu rốn chỗ cái ổ nhớt thì nó gắn lên nó sẽ có cái đường liên thông từ cái chỗ cái năng hiệu rốn lên chỗ cái rốn chỗ cuốn rốn đó, nha. Và nếu như trong trường hợp đó chúng ta có những cái trường hợp nó bất thường là cái năng hiệu rốn này nó sẽ không có không bích lại, khi nó tắt cái đường đó thì nước tiểu nó sẽ ở cái mặt quen và nó sẽ đi qua thì là không đi lên. Mà như vậy nếu như nó nhỏ cái năng tiểu rốt này thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là đi tiểu, nó bị cái đường tiểu nó làm chỗ nó đi tiểu, nước tiểu nó sẽ ra cái chỗ rốt, nha. Đó là một cái câu chuyện mà có thể nó tạo thành ra một cái năng, nếu mà nó sơ quá ở một đầu. Ở đây các bạn thấy lúc đầu thì cái chỗ cái ổ nhớt này nó không với tại điểm này ở đây, và nếu như trong trường hợp mà cái chỗ cái dây chỗ này nó không có bị tắt thì nước tiểu từ bạc quẹt nó có thể đi nhận đây các bạn trong cái chỗ rò rỉ cái chỗ này không có rốn, hai không có rốn đây một bạc hoặc là chúng ta sẽ cái nem chỗ này cái nem của rốn này thành ra cho nước tiểu ở đây các bạn thấy đây một cách khác là do nó không tắt cái đường chỗ cái này của lỗ này. Ví dụ như chúng ta sẽ có câu hỏi như thế này thì các bạn sẽ hiểu gì? Nghe là gì? Nãy giờ đâu có đổi gì đâu, mình đã chọn được tôi hay gì? Bởi vì ta lựa chọn đó là ta có một cái mục không? Nhưng mà khi là mấy câu trên tốt thì câu đó đã được rồi. Thấy không các bạn? Nhiều câu này thì cái câu nào gọi là phù hợp nhất đó.
đang là đúng. Thế đây cái nhắc lại này, sen thở vĩnh diện được hình thành chủ yếu từ cái mặt trên hậu thận, tức là cái hậu thận, em hiểu không? Tức là hình thành ra hệ tiết niệu là giải sinh thận là đúng rồi, không? Nhưng mà tôi nói tạo ra cái thận vĩnh diện đó mà tôi đưa này, tức là nó muốn nhấn mạnh như vậy là cái hậu thận. Em có hiểu không? Đó. Ra thì theo câu hỏi nhắc lại là những cái câu mà đã đưa ra như thế này, có những câu đó nếu mà tách đi ra này thì nó mà không có sai, đó, không có gì nữa. Nhưng mà khi mà ta đưa vào trong một cái chung thì chúng ta phải chọn, đó, phải chọn đó là câu gọi là phù hợp nhất. Hiểu không? Đó, vấn đề là như vậy đó. Ra cái câu này đó, tôi nhắc lại là ví dụ như câu này đó là hai tiết niệu thì các bạn không phải chọn câu C. Đó, hai tiết niệu này vậy. Nhưng mà nó thì thông dinh diễn. Đó, dinh diễn này thông dinh diễn đa phần là từ cái cộng thận. Đó, do đó thì các cái chương sinh thành từ cái cộng thận, cái phù hợp đó. Nha. Đó. Được chưa? Thử cái câu ra đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.